Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tử Vi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký, sau đó bấm vào biểu tượng hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất, hấp dẫn nhất từ kênh Tử Vi nhé. Tất cả sự thật về tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, Cố gia chi khuyển. Nhâm Tuất hay còn gọi là Cố gia chi khuyển, tức chó về nhà. Năm sinh dương lịch từ ngày 25 tháng 1 năm 1982 đến 12 tháng 2 năm 1983. Cung càn trực phá, mạng đại hải thủy, nước biển lớn, khắc thiên thượng hỏa, con nhà hắc đế, quan lộc tân khổ, xương con chó, tướng tinh con khỉ, Phật độ mạng. Thiên can nhâm tương hợp thiên can đinh, tương hình thiên can bính, thiên can mậu. Địa chi tuất tam hợp dần ngọ tuất, tứ hành xung thìn tuất sửu mùi. Màu sắc hợp: màu bản mệnh, màu đen, xanh nước biển, xanh dương. Màu tương sinh: màu xám, màu trắng, màu ghi. Màu kiêng kỵ: vàng sẫm, nâu đất. Nam cung ly thuộc đông tứ mệnh, nữ cung càn thuộc tây tứ mệnh. Nam hợp các con số 3, 4, 9, nữ hợp các con số 6, 7 và 8. Nam mạng hợp với hướng đông, hướng bắc, hướng đông nam và hướng nam. Hướng không hợp: hướng tây bắc, hướng tây, hướng đông bắc và hướng tây nam. Nữ mạng hợp với hướng tây, tây nam, đông bắc và tây bắc. Hướng không hợp: hướng nam, hướng đông, đông nam và hướng bắc. Tuổi Nhâm Tuất với ngũ hành nạp âm đại hải thủy do thiên can nhâm thuộc hành thủy ghép với địa chi tuất thuộc hành thổ. Thổ khắc thủy cho nên chi khắc can, cho chúng ta thấy tuổi Nhâm Tuất thuộc lứa tuổi cuộc đời gặp nhiều trở ngại ở thời tiền vận. Nhờ sức phấn đấu của bản thân và sự tương hợp ngũ hành nạp âm và thiên can nên nửa đời sau cuộc đời trở nên an nhàn và thanh thản hơn. Thủy tính chứa nhiều trong tuổi cho nên khi thủy vượng sẽ làm kiềm chế chất thổ, khiến cho các bộ phận bài tiết và thính giác dễ có vấn đề khi lớn tuổi. Vì vậy tuổi Nhâm Tuất hãy nên lưu ý vấn đề này từ khi còn trẻ. Nhâm Tuất có đầy đủ hai tính chất của thiên can nhâm là sự linh hoạt, nhân hậu, có tinh thần trách nhiệm, nhiều dục tính, đặc thế và rất hào hiệp. Và đặc tính của địa chỉ tuất là đa năng, trung thực, rộng rãi, phóng khoáng, rất phân minh về tiền bạc. Nhâm Tuất thuộc mẫu người thông minh, đa tài, làm việc gì cũng dễ thành công nhưng không bền chí. Đa số có sở trường về kinh tế, tài chính, ngân hàng, sớm phải xa gia đình từ khi còn nhỏ. Vậy nên khi đối xử với bạn bè như đối xử với những người thân thuộc. Tuổi Nhâm Tuất sinh vào mùa đông là thuận mùa sinh. Nhâm Tuất có thủy nạn trong đời, vì vậy trong suốt cuộc đời hãy cẩn thận khi gần sông nước. Nếu có sông sâu, sóng lớn, giếng nước sâu thì chớ có khinh thường, bất cẩn mà có thể thiệt hại tới bản thân. Nhâm Tuất nếu sống bất lương thì có lần tù tội nặng. Đứng ở vị trí số 11 trong hệ tử vi Đông Phương đó chính là tuổi Tuất. Tuổi Tuất mang một phần đặc tính của con vật đại diện là loài chó. Những người tuổi Tuất được biết đến là những người trung thành, thực tế, biết quan tâm nhưng cũng dễ bị kích động, nổi nóng, bảo thủ và khả năng thành công cũng cao hơn người khác. Những người tuổi Tuất thường là những người rất tốt bụng, họ luôn nghĩ cho người khác hơn là nghĩ cho bản thân. Những người sinh năm Tuất nói chung là những người chính trực, giàu lòng chính nghĩa. Tuổi Tuất sinh ban đêm thường thích khiêu chiến hơn những người sinh ban ngày. Họ là những người rất dễ xung đột với người khác. Những người sinh bất cứ mùa nào trong năm của tuổi Tuất đều có cuộc sống thuận lợi, cả đời đều không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc. Nhâm thuộc bộ thủy, Tuất thuộc hành thổ nên những người Nhâm Tuất 1982 hay còn gọi là thủy mang phù sa. Đây là nước ở cửa biển chứ không phải hẳn ở trong biển lớn. Nước đục có nghĩa là tuổi Nhâm Tuất luôn luôn đứng giữa chính và tà, nhưng đồng thời họ luôn có quý nhân giúp đỡ để trở về con đường lương thiện. Những bí ẩn về tuổi Nhâm Tuất 1982. Theo quan niệm dân gian thì loài chó là loài vật có thể nhìn thấy vong linh. Vì vậy những người Nhâm Tuất thường có linh cảm về phần tâm linh, phong thủy khá mạnh mẽ. Họ rất nhạy cảm với các vấn đề tâm linh và cũng có rất nhiều kiến thức về vấn đề này. Nhâm Tuất đặc biệt trung thành. Khi Nhâm Tuất
đã coi một người là bạn, thì dù cho người đó nghèo hay sang, thành đạt hay không thành đạt, thì Nhâm Tuất vẫn luôn sát cánh bên họ. Thế nhưng, một khi Nhâm Tuất đã xem một người là kẻ thù, thì họ sẽ không bao giờ để người đó bước vào vòng tròn lãnh địa của mình. Nhâm Tuất là người trung thành, tín nhiệm người khác, nên đôi khi họ khó tránh khỏi việc bị lợi dụng lòng trung thành của mình. Tuổi Nhâm Tuất đôi khi cũng có phần tự cao vì những thành công của mình. Họ tự coi mình là trung tâm của vũ trụ, nhưng đó chỉ là số ít mà thôi. Về cơ bản thì họ biết mình là ai và đang đứng ở vị trí nào. Sau cơn say chiến thắng, họ sẽ nhanh chóng trở về con người vốn có của mình. Đây là người rất giỏi trong chuyện tính toán làm ăn. Họ biết cách sử dụng tốt nhất từng đồng tiền mình có trong tay. Vì tương lai phát triển sau này, họ sẽ lên kế hoạch kỹ lưỡng đến từng chi tiết. Cho dù không phát tài, phát lộc thì họ cũng sẽ giữ được ở mức sống sung túc, thoải mái cho mình. Người tuổi Nhâm Tuất sợ nhất là bó buộc. Nhâm Tuất giống như dòng nước chảy, luôn luôn muốn chảy mãi không ngừng, không muốn ở nơi ao tù, nước đọng. Họ có ý chí cao xa, có nhiều tham vọng, muốn thực hiện hết những điều đó để sau này sẽ không phải hối tiếc. Đại dương vốn mênh mông, vô tận, vì thế những người tuổi Nhâm Tuất mệnh đại hải thủy cũng thường nuôi chí lớn. Ngay từ khi còn nhỏ, tuổi này đã nuôi dưỡng trong mình những ước mơ cao xa hơn người. Nhâm Tuất thích làm những công việc có tầm vóc lớn lao, không thích làm những công việc cẩn thận, tỉ mỉ, chi tiết. Nếu làm trong lĩnh vực kinh doanh, họ sẽ là người rất phóng khoáng, chịu chi và không bao giờ sợ thất bại. Nhâm Tuất giỏi chịu đựng nỗi gian khổ nhưng thiếu năng lực xác định mục tiêu. Bản chất của tuổi Nhâm Tuất là sự gan dạ, trung thành. Như chúng ta đã thấy, chó là con vật không bao giờ lùi bước trước những nguy nan. Khi đã xác định rõ mục tiêu của mình thì Nhâm Tuất mới hành động. Nhâm Tuất là người coi trọng tình cảm, nên họ hay vì những chuyện tình cảm mà dẫn đến phạm lỗi trong công việc của mình. Nhâm Tuất hay bị hại vì chính những người thân gần gũi với mình chứ không phải là những người ngoài. Nhâm Tuất mệnh thủy là người bảo thủ trong hành động. Tuổi Nhâm Tuất mệnh thủy không khô khan như những người tuổi Tuất mạng khác. Họ lãng mạn và khá thú vị. Một số người lại thiếu tính độc lập tự chủ, bản chất là người trung thủy, trung thành. Thực chất, Nhâm Tuất có sức lôi cuốn mạnh mẽ với người khác giới. Để tán tỉnh một người tuổi Nhâm Tuất, điều bạn cần làm là chậm rãi, nhẹ nhàng mà tiến tới, chứ đừng quá chủ động. Khi người ấy coi bạn là người điềm tĩnh, đáng tin thì họ mới an tâm mà gửi gắm bản thân. Nhâm Tuất mệnh đại hải thủy cũng là người thích tự do. Họ không thích một công việc bó buộc, một cuộc sống bó buộc. Họ luôn hướng tới sự sáng tạo, biến động không ngừng. Ngoài công việc hàng ngày, họ thích tham gia những hoạt động tập thể như đi chơi xa, picnic, dã ngoại. Bản mệnh của họ là người đầu óc minh mẫn, giỏi sáng tạo, dám thay đổi, đa mưu túc trí, nên thường được giữ các vị trí cao, được cấp trên coi trọng. Tuy nhiên, vì có số đào hoa nên những người tuổi Nhâm Tuất mệnh đại hải thủy phải luôn chú ý giữ mình, không nên để chuyện tình cảm chi phối trong công việc, sự nghiệp. Ngoài ra, những người tuổi này cần rèn luyện sự kiên trì, nhẫn nại, bình tĩnh, không nên nóng vội nhất thời mà để hỏng việc. Nhâm Tuất ngũ hành là đại hải thủy, nghĩa là nước biển lớn, nước đại dương. Những người sinh năm Nhâm Tuất Quý Hợi là những người thuộc mệnh đại hải thủy này. Người mệnh đại hải thủy thường có tham vọng lớn. Công việc mà họ muốn làm phải là công việc có tính chất quy mô lớn. Các vấn đề nhỏ nhặt họ thường không mấy quan tâm. Trong khi làm việc, họ là người rất chịu khó, rất chịu chi. Quan trọng là được việc và các công việc của họ đều có tầm vóc vươn xa. Họ là những người yêu tự nhiên, yêu tự do, nên họ thích một cuộc sống bay nhảy, không có sự ràng buộc, ép buộc trong một khuôn khổ nào cả. Những người mệnh này thường đòi hỏi nhiều điều mới, nhiều điều sáng tạo, những ý kiến mới để xây dựng nên một ý tưởng thật hoàn hảo trong công việc. Họ là những người sống rất nội tâm, luôn biết nghĩ cho người khác, thích giúp đỡ người khác. Cùng với đó là một lòng khoan dung cao cả, dễ gần, nên những người tuổi Nhâm Tuất rất được người quý mến và tôn trọng. Nhâm Tuất yêu chân thành nhưng đồng thời đặc biệt yêu quyền tự do cá nhân. Tuổi Nhâm Tuất 1982 đặc biệt yêu quyền tự do cá nhân và họ cũng rất tôn trọng quyền riêng tư của người khác. Vì thế tốt nhất nếu bạn đang có một mối quan hệ tình cảm với những người tuổi Nhâm Tuất thì đừng cố gắng can thiệp
hay tìm hiểu đến các mối quan hệ của tuổi Nhâm Tuất thông qua điện thoại hay các thiết bị riêng tư của họ. Họ rất khó chịu, thậm chí là tức giận nếu bạn có những hành động không tôn trọng quyền riêng tư cá nhân của họ. Về vấn đề tình duyên, những người tuổi Nhâm Tuất nếu sinh vào tháng 8, tháng 12 âm lịch thì đây là những người có thể phải trải qua 3 lần thay đổi trong chuyện tình duyên mới đi đến được bến bờ hạnh phúc của riêng mình. Còn với những người Nhâm Tuất sinh vào các tháng 1, 2, 3, 4, 5, 9 và 10 âm lịch thì đây là những người sẽ phải trải qua 2 lần thay đổi mới tìm được bến đỗ cuối cùng của cuộc đời mình. Còn với những người tuổi Nhâm Tuất nếu sinh vào các tháng 6, tháng 7, tháng 11 âm lịch, họ là những người may mắn nhất, sẽ không phải trải qua bất cứ sự thay đổi nào trong chuyện tình duyên mà sẽ chung sống hạnh phúc cùng với ý trung nhân duy nhất của mình đến trọn cuộc đời. Với những người tuổi Nhâm Tuất, nếu biết lựa chọn vợ chồng hợp tuổi thì sẽ được hạnh phúc viên mãn, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh, không phải lo nghĩ về bất cứ chuyện gì. Công danh và tiền đồ của họ sẽ rộng mở và sáng lạn khi Nhâm Tuất kết duyên với những người tuổi sau đây. Đó chính là những người tuổi Ất Hợi, tuổi Bính Tý, tuổi Mậu Dần, tuổi Tân Tỵ, tuổi Nhâm Ngọ và tuổi Nhâm Thân. Còn khi nếu Nhâm Tuất kết hôn với những người tuổi Giáp Tuất, tuổi Canh Thìn và tuổi Mậu Thìn thì tình cảm vẫn mặn nồng, thắm thiết nhưng cuộc sống chỉ vừa đủ, vừa chi tiêu chứ không được dư giả. Còn với những người Nhâm Tuất nếu kết hôn với tuổi Quý Mùi, tuổi Tân Mùi thì đây là hai tuổi không hề hòa hợp với tuổi Nhâm Tuất. Nếu kết hôn với hai tuổi này thì đường tình duyên tài lộc của tuổi Nhâm Tuất sẽ bị suy giảm. Nhâm Tuất số mạng như vậy, nước ở biển lớn chảy tràn vào sông, thuận sinh gặp đặng thu đông, mạng đặng sung sướng ở không ăn hoài, sinh nhằm các tháng chẳng may, Thìn Tuất Sửu Mùi Dần Mão chẳng hay, tưởng đâu chết hụt đã rồi, nhờ trời Phật độ thủa hồi ấu niên, số này phải giữ phải kiên, có khi té nặng tật nguyền chẳng sai, không phần chơi với bạn bè, bạc tiền giúp đỡ sau là phản ngay, tiền vận phải chịu gian truân, nhà cửa nhiều lớp kinh dinh đổi rời, hậu vận mới được yên thân, lập lên cơ nghiệp ở thời bền lâu. Đánh giá năm 2020 Canh Tý của tuổi Nhâm Tuất 1982. Năm 2020 Canh Tý có ngũ hành Bích Thượng Thổ, địa chi Tý thuộc Thủy, Thiên Can Canh thuộc Kim. Tuổi Nhâm Tuất có ngũ hành thuộc Thủy, gặp năm Thổ là tương khắc, là xấu, chủ về đau ốm, công việc khó khăn. Thiên Can Nhâm gặp Thiên Can Canh là tương sinh, là có lợi. Địa chi Tuất gặp Tý là bình hòa, là thuận hành. Về tổng thể năm 2020 Canh Tý, trong năm 2020 Canh Tý tuổi Nhâm Tuất không gặp nhiều biến động lớn và có dấu hiệu phát triển tích cực. Cơ hội có thể đến với những người tuổi Nhâm Tuất, nhưng tuổi Nhâm Tuất cần phải chủ động nắm bắt và phải bỏ rất nhiều công sức mới có thể vượt qua được trở ngại. Không nên có thái độ dựa dẫm, ỷ lại vào bất cứ ai. Trong năm 2020 Canh Tý, canh kim lộ xuất thực thần cộng với thiên can và địa chi tạo thành tổ hợp thực thần sinh tài, đồng thời thái tuế không gây ra quá nhiều ảnh hưởng với tuổi Nhâm Tuất trong năm nay. Người làm trong lĩnh vực marketing, đầu tư, tài chính thì gặp khá nhiều thuận lợi. Nếu có thể kiên trì với mục tiêu của mình thì Nhâm Tuất đến thời điểm cuối năm là thời điểm có thể gặt được nhiều thành công và thắng lợi. Về mặt tình cảm, do có cô thần và quả tú tọa thủ nên những người tuổi Nhâm Tuất gặp nhiều chuyện không như ý trong năm nay. Năm Canh Tý, tuổi Tuất không thuận lợi trong chuyện hôn nhân và chuyện tình cảm. Ngoài ra, trong năm Canh Tý, ngoài việc chú ý sức khỏe của bản thân thì tuổi Nhâm Tuất cần chú ý đến sức khỏe của người thân trong gia đình. Tuy nhiên, tuổi Tuất không nên quá lo lắng vì năm 2020 là thái tuế không tạo thành cục diện tương khắc với bản mệnh, nên nhiều chuyện tưởng nguy sẽ biến thành an, sẽ trôi qua một cách nhẹ nhàng. Về sao chiếu mệnh, tuổi Nhâm Tuất 1982 nam mạng trong năm 2020 gặp sao Thủy Diệu, nữ mạng trong năm 2020 gặp sao Mộc Đức. Sao Thủy Diệu là một phước lộc tinh tốt nhưng cũng rất kỵ tháng 4 và tháng 8, chủ về tài lộc, không nên đi sông đi biển,
tránh qua sông qua đò, giữ gìn lời ăn tiếng nói, nhất là với nữ giới, nếu không sẽ có tranh cãi, thị phi đàm tiếu, phụ nữ thì bất lợi hơn nam giới. Sau này rất hợp với những người mệnh mộc và mệnh kim, nó mang đến sự bất ngờ và may mắn trong công việc. Người mệnh hỏa gặp sao này thì có phần trở ngại nhưng sẽ được hóa giải. Đặc tính của sao thủy diệu được thể hiện qua bài thơ sau đây. Thủy diệu thuộc về thủy tinh, trong năm nhịn nhục nhớ kiềm hiểm nguy, đạo tặc phản phúc có khi, huyền vũ chiếu mệnh lâm vào tà gian, nam nữ vận mệnh bất an, tháng tư tháng tám bi lụy trần ai, văn thơ khẩu thiệt có hoài, hành lo bày kế đa mưu với người, tăng khốc chẳng khỏi sầu ưu, mất đồ hao của lao đao giữ gìn, gặp người quen lạ chớ tin, bạc tiền hỏi mượn chớ lầm mà nguy. Còn về sao mộc đức, sao mộc đức là một cát tinh, sao tốt cho cả nam và nữ. Người có sao mộc đức chiếu mạng thế gặp được nhiều may mắn trong công việc cũng như cuộc sống. Có người thì thêm bạn mới, thăng quan tiến chức, có người thì được quý nhân giúp đỡ, đời sống hôn nhân được hòa hợp. Sao mộc đức chiếu mạng với nữ giới thì có hoạn họa huyết quang, nam mạng thì đề phòng bệnh về mắt, gia đạo có chút bất hòa, nhưng nhân khẩu bình an không quá lo lắng. Tuy nhiên, hạn của mộc đức vừa xấu nhưng cũng có thể mang lại những điều tốt đẹp. Những người khởi nghiệp nếu gặp năm có sao mộc đức thì cẩn thận đề phòng những chuyện thất bại, không nên quá kiêu ngạo tự phụ mà cần khiêm tốn lắng nghe ý kiến của mọi người, nhất là với lãnh đạo hoặc những người tiền bối đi trước. Những người mệnh kim hoặc mệnh mộc mà gặp sao mộc đức chiếu mạng thì có thể gặp trở ngại ở thời đầu năm, nhưng cuối năm sẽ được thuận lợi và an toàn. Người có sao mộc đức có thể gặp được quý nhân chỉ bảo trên con đường sự nghiệp, kinh doanh, dù gặp tai ương hoạn nạn cũng biến nguy thành an, chuyển họa thành phúc nên không phải quá lo lắng. Nhìn chung, những ai có được sao mộc đức chiếu mạng trong năm thì nên chuẩn bị thật kỹ, thật tốt những kế hoạch, những dự án mà mình đang ấp ủ để triển khai. Mộc đức tọa mệnh trong năm, tháng 10 tháng chạp tin mừng tới thăm, được người trợ giúp không ngừng, tiền bạc vay mượn đem cho nhẹ nhàng, thanh long chiếu mệnh vững vàng, có người chỉ bảo vượng đường làm ăn, ví như trời tối gặp trăng, cá kia vào nước làm ăn rõ đường. Sao tốt mộc đức thái dương, nếu gặp hạn nặng chớ khinh thường tất an. Sao mộc đức là một phúc tinh thuộc hành mộc nên chiếu theo ngũ hành sẽ có quan hệ tương sinh với thủy, bình hòa với mộc, tương khắc với kim và sinh xuất cho hỏa. Do đó mộc đức kỵ các màu thuộc hành kim là trắng, là bạc, ánh kim, và màu thuộc hành hỏa là hồng, đỏ, tím. Mộc đức hợp với các màu thuộc hành thủy là đen, xanh nước biển, và màu thuộc hành mộc là xanh lá cây. Mộc đức may mắn nhất là vào các tháng 10, tháng 12 âm lịch sẽ có tin vui, gặp được quý nhân phù trợ về mặt tài lộc và công danh. Về vận hạn trong năm 2020, tuổi Nhâm Tuất nam mạng trong năm 2020 gặp hạn Thiên Tinh, nữ mạng trong năm 2020 gặp hạn Tam Khoeo. Hạn Thiên Tinh, những người gặp hạn Thiên Tinh dễ gặp vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là ngộ độc khi ăn uống, có khi bị ốm đau, song song với việc chữa trị thì cần phải thành tâm cầu xin trời Phật phù hộ độ trì thì bệnh tình mới mau chóng thuyên giảm. Với người phụ nữ mang thai cũng dễ bị ngộ độc, dễ bị té ngã, ảnh hưởng tới thai nhi. Thiên Tinh mắc phải dạ tai ngục hình. Theo đó thì khi gặp năm có hạn Thiên Tinh thì đương số dễ gặp rắc rối liên quan tới luật pháp, có thể bị kiện cáo, nặng thì bị truy tố, xét xử và chịu án phạt. Ngoài kiện cáo hình pháp, một dạng tai nạn khác do hạn Thiên Tinh gây ra đó chính là tai nạn về ban đêm. Dạ có nghĩa là đêm tối, tai có nghĩa là tai nạn. Thiên Tinh còn chủ về bệnh tiêu hóa, rối loạn chức năng tiêu hóa, đau bụng, đau dạ dày, có thể bị ngộ độc thực phẩm. Một số người có thể té ngã do trèo leo với tay lấy những vật ở trên cao, hoặc bị trượt chân mà té ngã. Như vậy, hạn Thiên Tinh rất giống với các bộ sao như Cự Môn, Hóa Kỵ, Điếu Khách trong tử vi đầu số. Cự Môn, Hóa Kỵ, Điếu Khách là dễ bị té ngã, dễ bị tai nạn giao thông. Ngoài ra, Hóa Kỵ là sao chủ về các loại hóa chất độc hại nên nguy cơ ngộ độc thực phẩm rất cao.
Còn về hạn tam queo, hạn tam queo là hạn chủ về sức khỏe. Người gặp hạn tam queo nên chú ý các bệnh về khớp, tránh những nơi ẩm thấp, không nên đến những chốn đông người, tránh sự kích động khi gặp những tình huống mâu thuẫn trong cuộc sống vì dễ dẫn đến chấn thương do xô xát. Người xưa có câu tam queo đau mắt đề phòng tay chân, hoặc tam queo thống nhãn thương thủ túc để mô tả tất cả những việc mà người gặp hạn tam queo sẽ phải gánh chịu trong vòng một năm. Về sức khỏe, người có hạn tam queo cần chú ý các chứng như phong thấp cũng như những thương tích ở chân tay mình sẽ gặp phải trong sinh hoạt thường ngày. Về đời sống, không nên tụ họp những nơi đông người, tránh xa những sự khiêu khích và phải nhẫn nhịn trước những lời khiêu khích này, nếu không có thể gây ra những chuyện rắc rối trong cuộc sống. Vận niên trong năm 2020 của tuổi Nhâm Tuất 1982. Nhâm Tuất trong năm 2020 gặp vận niên Chư Phùng Hỏa. Chư Phùng Hỏa là hình tượng lợn bị gặp lửa. Năm nay là năm có nhiều biến cố đột xuất với những người tuổi Nhâm Tuất. Làm nhiều vất vả nhưng thu nhập không đáng là bao. Giúp đỡ người khác thì gặp cảnh làm ơn mắc oán. Vì vậy phải suy xét cho thật kỹ lưỡng trước khi tiến hành bất cứ việc gì. Nên an phận thủ thường trong năm 2020 canh tí này. Tuổi Nhâm Tuất 1982 trong năm 2020 có phạm phải thái tuế hay không? Trong năm 2020 sẽ có 6 con giáp phạm phải thái tuế. Đó chính là tuổi Tý phạm phải trị thái tuế, tuổi Mùi phạm phải hại thái tuế, tuổi Ngọ phạm phải xung thái tuế, tuổi Dậu phạm phải phá thái tuế, tuổi Mão phạm phải hình thái tuế, tuổi Tỵ phạm phải khắc thái tuế. Như vậy, năm canh Tý, tuổi Nhâm Tuất 1982 không phạm phải thái tuế. Nhâm Tuất trong năm 2020 có phạm phải tam tai hay không? Tam tai chính là hạn của 3 năm liên tiếp đối với mỗi tuổi. Tam là 3, số 3, thứ 3, còn tai chính là tai họa. Trong một đời người thì cứ sau 12 năm chúng ta lại gặp hạn tam tai một lần, tức là cứ 12 năm sẽ có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai. Với những người tuổi Dần, Ngọ và Tuất thì sẽ gặp hạn tam tai vào 3 năm liên tiếp, đó chính là năm Thân, năm Dậu và năm Tuất. Như vậy, trong năm 2020 canh Tý, Nhâm Tuất sẽ không phạm phải hạn tam tai. Nhâm Tuất trong năm 2020 có phạm phải tuổi Kim Lâu hay không? Kim Lâu là một khái niệm trong khoa học cổ Đông Phương để chỉ vận hạn nên tránh khi cưới hỏi và làm nhà. Hạn Kim Lâu sẽ có 4 dạng, đó chính là Kim Lâu Thân, Kim Lâu Thê, Kim Lâu Tử, Kim Lâu Lục Xúc. Theo kinh nghiệm dân gian và cổ thư để lại thì 1368 thị Kim Lâu, tức là lấy tuổi âm lịch chia cho 9, số dư thuộc vào một trong 4 số trên thì sẽ phạm phải Kim Lâu. Cụ thể, dư 1 Kim Lâu Thân, dư 3 Kim Lâu Thê, dư 6 Kim Lâu Tử và dư 8 Kim Lâu Lục Xúc. Như vậy, năm canh Tý 2020, Nhâm Tuất 1982 là 39 tuổi sẽ phạm phải Kim Lâu Thê. Đây là hạn có thể mang tới đại hạn cho người vợ khi chúng ta tiến hành xây dựng nhà cửa. Tuổi Nhâm Tuất trong năm 2020 có phạm phải hoang ốc hay không? Hoang có nghĩa là bỏ hoang, trống vắng, ốc có nghĩa là nhà. Thế nên hạn này có nghĩa là ngôi nhà hoang vắng, một vận hạn mà chúng ta cần tránh, cần kiêng kỵ khi xây nhà. Hạn tuổi hoang ốc được chia thành 6 cung tất cả, trong đó có 3 cung tốt, 3 cung xấu, cụ thể là nhất cát, nhì nghi, tam địa sát, tứ tấn tài, ngũ thọ tử và lục hoang ốc. Cách tính hạn tuổi hoang ốc đơn giản như sau: lấy chữ số hàng chục cộng chữ số hàng đơn vị chia cho 6 và lấy số dư. Trường hợp số dư là 1 là nhất cát, dư 2 nhì nghi, dư 3 tam địa sát, dư 4 tứ tấn tài, dư 5 ngũ thọ tử và dư 6 là lục hoang ốc. Như vậy, Nhâm Tuất 1982 trong năm canh Tý là 39 tuổi âm lịch sẽ phạm phải tuổi lục hoang ốc. Tử vi cho tuổi Nhâm Tuất trong năm 2020 canh Tý theo từng tháng âm lịch. Tháng Giêng, trong tháng này tuổi Nhâm Tuất gặp dịp hanh thông về tài vận nên thu được những khoản lộc bất ngờ. Trong tháng nên đề phòng những chuyện hư hỏng như máy tính, điện thoại, xe cộ,
dễ ảnh hưởng tới công việc. Tháng 2 âm lịch, trong tháng này, tuổi Nhâm Tuất được bề trên trưởng bối nâng đỡ nên công danh sự nghiệp có phần khởi sắc, chuyển biến khá tích cực, gia đạo có hỷ sự. Tháng 3 âm lịch, sang tháng này, Nhâm Tuất gặp được may mắn về tài chính, có khả năng mua nhà, mua đất hoặc tu sửa nhà cửa, ký hợp đồng thuê mặt bằng. Tuy nhiên về sức khỏe nên đề phòng các bệnh về tiêu hóa. Tháng 4 âm lịch, chiếu theo tử vi của tuổi Nhâm Tuất thì trong tháng này nhiều người sẽ phải đóng thuế hoặc nhầm lẫn sổ sách, hóa đơn, chứng từ, dẫn tới hao tốn tiền bạc, công việc gặp nhiều trở ngại. Tháng 5 âm lịch, trong tháng này Nhâm Tuất gặp khó khăn về tài chính, hao tiền tốn của, phải vay mượn thêm từ bạn bè, người thân. Về sức khỏe nên đề phòng các bệnh về hô hấp, xương, khớp. Tháng 6 âm lịch, luận giải tử vi của tuổi Nhâm Tuất trong tháng 6 âm lịch cho thấy trong gia đạo có hỷ sự, công danh sự nghiệp có sự chuyển mình khởi sắc tích cực. Nhiều người mua nhà, mua đất, tu sửa hoặc ký hợp đồng thuê đất, thuê mặt bằng. Tuy nhiên về mặt sức khỏe thì nên đề phòng bị tai nạn giao thông, té xe, chó cắn. Tháng 7 âm lịch, tử vi của tuổi Nhâm Tuất trong tháng 7 âm lịch thì sang tháng này Nhâm Tuất sẽ gặp được may mắn, tài vận, thu được những khoản tiền tương đối. Tuy nhiên dễ bị thị phi, tai tiếng, đau đầu và phiền muộn. Tháng 8 âm lịch, tháng này Nhâm Tuất sẽ được quý nhân phù trợ, bề trên trưởng bối cất nhắc nâng đỡ. Tuy nhiên gia đạo gặp chuyện buồn hoặc nảy sinh những mâu thuẫn. Tháng 9 âm lịch, Nhâm Tuất sẽ gặp phải những chuyện tai nạn bất ngờ, té xe, chó cắn, vướng mắc các thủ tục hành chính pháp lý. Tháng 10 âm lịch, trong tháng 10 âm lịch, Nhâm Tuất gặp được nhiều may mắn nên mua sắm xe cộ, máy móc, đề phòng các bệnh về hô hấp, cổ họng. Tháng 11 âm lịch, tháng này mở ra rất nhiều cơ hội giúp Nhâm Tuất chiêu tụ được tài lộc, thu được những khoản lộc bất ngờ ngoài dự liệu. Tuy nhiên, đề phòng các bệnh về xương khớp, tay, chân. Tháng 12 âm lịch, tháng 12, tuổi Nhâm Tuất gặp được quý nhân phù trợ trong công việc cũng như sự nghiệp sẽ có những chuyển biến khởi sắc tích cực. Các bạn đã được lắng nghe video Tất cả sự thật về tuổi Nhâm Tuất 1982 Cố gia chỉ khuyển của kênh Tử Vi. Nếu các bạn thấy video hay và hữu ích, hãy chia sẻ để ủng hộ cho kênh Tử Vi. Xin chào và hẹn gặp lại.